Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh, thành phố của mỗi bên, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam ngày càng được củng cố, mở rộng, đi vào thực chất và tiếp tục thu được nhiều kết quả thiết thực. Tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, kể từ Hội nghị Hợp tác Phát triển Thương mại Biên giới giữa hai nước lần thứ 11 vào năm 2018 đến nay, quan hệ thương mại nói chung và thương mại biên giới giữa hai nước nói riêng đã có những bước phát triển mới, thể hiện qua mức tăng trưởng tích cực trong kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước, bất chấp những khó khăn, thách thức không nhỏ do đại dịch COVID-19 gây ra. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào đạt 1,37 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 33% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu hai nước đề ra và trở thành năm có giá trị kim ngạch thương mại song phương lớn nhất trong giai đoạn 10 năm qua. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Lào đạt gần 595 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2%, nhập khẩu từ Lào đạt hơn 778 triệu đô la Mỹ, tăng sấp xỉ 70%. Mặc dù quan hệ thương mại song phương đã có bước tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước do vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, cơ sở hạ tầng, giao thông, logistics tại khu vực cửa khẩu chưa hiệu quả. Việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là việc xây dựng các tuyến đường kết nối tới cửa khẩu, tuyến đường liên huyện tại một số khu vực còn chậm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tôi kính đề nghị Bộ Công Thương hai nước tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ hơn nữa về hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương của các doanh nghiệp hai nước, cần có chính sách cụ thể khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc phục cho phát triển kinh tế xã hội hai nước. Tôi đề nghị chính phủ hai nước cũng hết sức quan tâm, bản thân địa phương, các địa phương có biên giới cũng quan tâm ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng. Bây giờ thì hạ tầng của hai bên biên giới thì còn hết sức khó khăn, đặc biệt là đường xã, địa hình đầu tư là khó, cho nên cũng sự quan tâm của hai chính phủ rồi của các địa phương sẽ đầu tư hạ tầng đảm bảo cho sự việc mà kết nối giao thông để giao lưu thông thương hàng hóa được một cách thuận lợi. Thứ nhất là hai bên cần nghiên cứu rà soát cơ chế chính sách phát triển thương mại biên giới, đề xuất chính phủ hai nước có chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù vào phát triển hạ tầng biên giới, tăng cường công tác hội đàm trao đổi song phương về vấn đề phát sinh về quản lý xây dựng các cặp cửa khẩu lối mở vận tải hàng hóa, tăng cường đổi mới các cái chương trình kế hoạch xúc tiến thương mại như hội chợ triển lãm kết nối cung cầu hàng hóa, tuần lễ hàng Việt Nam tại Lào, vân vân, tạo điều kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp, người dân tham gia. Kiến nghị phía bán Lào về hợp tác của các bộ ngành tạo điều kiện hỗ trợ về nghiên cứu xây dựng đề án phát triển khu kinh tế thương mại xuyên biên giới giữa Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và Đan Sa Văn, tỉnh Sa Văn Na Khệt, nghiên cứu cơ chế hợp tác hành lang kinh tế Quảng Trị Salavan Lào và Ubon Thái Lan. Để việc hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam Lào trong thời gian tới đạt hiệu quả, hai nước cần tập trung vào các vấn đề rà soát, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi đột phá, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các văn kiện đã ký kết, đề xuất phương án giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại biên giới Việt Nam Lào, tạo thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước lưu thông, phát triển nguồn nhân lực, phối hợp ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong bối cảnh thế giới khu vực có rất nhiều cái khó khăn thách thức đan xen thì chúng ta cần tập trung vào ba cái mảng nội dung chính trong thời gian như sau. Thứ nhất là chúng ta thường xuyên quan tâm để làm tốt hơn nữa việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý phát triển thương mại biên giới cho phù hợp với tình hình thực tế. Thứ hai là chúng ta tiếp tục triển khai phổ biến hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn kiện như là Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã được ký kết hoặc là Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào sau khi được ký kết sửa đổi bổ sung, hay là văn bản ghi nhớ về phát triển kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa chính phủ hai nước. Thứ ba, tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp hiệu quả tất cả các cấp, từ chính phủ, các bộ ngành, các địa phương cho đến doanh nghiệp và người dân ở trên tất cả lĩnh vực. Bộ Công Thương hai nước sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa, hiện thực hóa các chủ trương, hiệp định, chương trình hợp tác đã ký kết, tích cực giải quyết các vướng mắc nhanh chóng nhất thông qua trao đổi, đối thoại điện đàm, hội đàm trực tuyến.
Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đã cùng thống nhất ý kiến sẽ rà soát, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các văn kiện đã ký kết như Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Thỏa thuận Hà Nội 2007 cho phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giữa hai nước, tạo môi trường lành mạnh cho thương mại biên giới phát triển. Kết thúc hội nghị, hai Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Lào đã ký biên bản hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa hai nước, làm cơ sở để hai bên xây dựng và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.